Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em 5 chiếc đồng hồ. Và đều là những chiếc đồng hồ full box, đập hộp và rất là đáng được sưu tầm anh em ạ. Và những chiếc đồng hồ này thích hợp cho anh em mua về để trưng bày tủ những mẫu sản phẩm đồng hồ vintage này. Và cũng như là mua cho biếu tặng thì rất là hợp lý anh em ạ. Và 5 chiếc đồng hồ, 5 nét đẹp, 5 vẻ đẹp riêng biệt. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết hàng chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Và tất cả những chiếc đồng hồ này bên em bán ra thì đều có cái thẻ bảo hành. Và anh em phát hiện là hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì anh em hãy nhấn vào nút đăng ký để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được và cùng ủng hộ kênh của em anh em ạ. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào mô tả những chiếc đồng hồ này và giá để tất cả các anh em cùng tham khảo và cùng lựa chọn anh em ạ. Và sản phẩm đầu tiên đó chính là một chiếc đồng hồ Z Carrot nhập hộp di nguyên bản nguyên cũ anh em nhé. Độ mới phải tầm gần như là chiếc đồng hồ này gần như xuất xưởng anh em ạ. Không có một cái nét thời gian nào hiện hữu và cực kỳ là đẹp. Và bản đồng hồ này là một phiên bản đồng hồ đồng xu giá trị anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng này, Jim Carrot. Và anh em cùng chiêm ngưỡng này, bên trong tổng thể cái hộp nó lớp nhung cực kỳ đẹp và sang trọng. Đây, chiếc đồng hồ kết hợp đây, di nguyên cũ và một sợi dây tây nguyên bản từ bên nước ngoài về. Có những giấy tờ này, thông số cũng như là có những cái logo, cũng như là những cái, đây anh em, logo của cái thương hiệu rất là giá trị. Đó, và em xin tiến hành để đây và quay tổng thể chiếc đồng hồ này. Và siêu phẩm trong chiếc hộp đó chính là một chiếc đồng hồ mặt đồng xu nữ thần Liberty, sang trọng và độ mới cực kỳ cao anh em ạ. Đây, anh em cùng chiêm ngưỡng nhé, em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, quay một vòng, anh em thấy nhìn nước vàng bên ngoài nhé anh em nhé. Hàng gần như là xuất xưởng thì nó đẹp như thế nào. Không có một cái nét thời gian nào và gần như là không đeo anh em ạ. Từ lúc sản xuất đến bây giờ 60 năm tuổi rồi mà gần như là không đeo, chỉ để tủ và trưng bày. Giá trị không anh em? Ở vị thị trường Việt Nam mình kiếm được những chiếc đồng hồ này gần như là tuyệt chủng rồi anh em nhé. Mà nhiều khi anh em có mua ấy thì giá sưu tầm của nó cực kỳ cao. Bởi vì nó là một chiếc đồng hồ gần như là chưa sử dụng, cực kỳ đẹp và độ mới hoàn hảo. Nó không phải là những chiếc đồng hồ độ mới như này mà anh em cho rằng nó là những chiếc đồng hồ mà đã spa làm lại rồi anh em nhé. Nếu mà spa làm lại rồi thì nó sẽ có những cái mà nhìn nó rất là giả, nó không để có những cái độ mà tinh tế, những cái nét độc đáo riêng của nó anh em ạ. Nhìn một phát là biết là spa rồi, nhưng nhìn những cái chiếc đồng hồ mà cổ điển di nguyên bản nó vẫn toát lên những cái vẻ chân thật rất là đẹp. Núm zin có viên đá ruby xanh, tổng thể khung vỏ bọc vàng nguyên con. Và cái hình nữ thần này anh em nhìn nhá, nhìn nó rất là thật, sang trọng. Và đây là một phiên bản đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lên dây. Và chiếc đồng hồ này thì hàng Thụy Sĩ xuất sang thị trường Mỹ anh em ạ. Các cọc số là các cọc số logo hoa, cánh hoa cực kỳ đẹp. Và đây là một chiếc đồng hồ cá nhân em đánh giá là một chiếc đồng hồ quá hiếm tại trường Việt Nam, và cái độ sưu tầm của nó cũng rất là cao. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái sợi dây là sợi dây tây anh em nhé, sợi dây tây cùng với đồng hồ anh em thấy giá trị không anh em. Đó, nó cùng với đồng hồ ở trong hộp. Và chiếc đồng hồ này thì có cái giấy tờ của cái thương hiệu Z Carrot này, rất là sang. Đây, anh em thấy quá hiếm hoi, đủ hộp sổ thẻ. Và cái phiên bản đồng hồ này thì có một cái size mặt, em đo size sấp xỉ 34mm, mỏng chỉ có 8mm anh em ạ. Quá là chuẩn vintage và rất là đẹp, dày dặn, sang cực kỳ luôn. Và anh em nào yêu thích chiếc đồng hồ Z Carrot này, anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể lại. Mã số 1 em đang giao lưu là 20.500.000 đồng anh em nhé.
bằng một chiếc đồng hồ Omega Seamaster. Nhưng anh em bỏ tiền ra, anh em có thể mua được những chiếc đồng hồ Omega Seamaster, nhưng kiếm được chiếc đồng hồ này thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như không có anh em nhé. Đấy, nên là anh em hãy lưu ý để có những cái kiến thức chơi và sưu tầm được những chiếc đồng hồ này. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay là một phiên bản đồng hồ Gloen, cũng còn nguyên zin. Anh em cùng chiêm ngưỡng bốc này. Chiếc đồng hồ này zin 100% anh em nhé. Đồng hồ, dây, hộp, sổ thẻ. Và em quay cái hộp để tất cả các anh em cùng xem. Sưu tầm những chiếc đồng hồ này mới là giá trị anh em ạ. Anh em có nhiều tiền, anh em bỏ mua Rolex, nhưng mà anh em không thể mua được những chiếc đồng hồ này nếu mà người ta không bán anh em nhé. Đây là một cái giấy cùng với đồng hồ về từ bên ngoài về. Đây, phiên bản limited luôn anh em nhé. Rất là giá trị. Và em quay tổng thể chiếc đồng hồ này anh em nhé. Một bản đồng hồ Gloen chạy với bộ máy tự động có hỗ trợ có tay. Rất là nhẹ nhàng, tinh tế. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái sợi dây này. Sợi dây nguyên zin, sợi dây hãng có dòng chữ Gloen. Và anh em cùng chiêm ngưỡng nước vàng còn cực kỳ đẹp và bóng sáng. Đấy, núm tổng thể zin nguyên bản 60 tuổi rồi anh em nhé. Đây hồ nền mặt trắng nguyên zin, trải tia bắt sáng rất là tốt. Và chiếc đồng hồ anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Em quay cận cảnh và xoay chỉnh giờ rất là mượt mà. Có một vị trí lên góc 3 giờ tiện lợi, các cọc số nổi. Anh em thấy không? Cái kính mica nhựa mà nó còn zin thì anh em biết là chiếc đồng hồ này nó giá trị sưu tầm nó như thế nào. Đấy, kính còn không có một cái vết nứt nào anh em ạ. Rất là đẹp. Có nút ở vị trí góc 3 giờ. Cái kính này anh em mua ngoài không có đâu anh em ạ. Những cái chiếc kính bình thường ấy, mica thì còn có chứ. Kiếm được những cái chiếc kính mà có nút như thế này rất là khó. Nhìn nó trong suốt. Đáy được làm từ thép. Còn nguyên zin, có chuyện những cái thông số kỹ thuật của chiếc Gloen này. Đấy, nước vàng rất là đẹp, không có bong chóc gì anh em nhé. Và size mặt là size 34 mm, mỏng 11 mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, bản đồng hồ Gloen này 17 GBL, chạy bộ máy tự động. Máy thì cực kỳ mới anh em nhé. Cái máy của chiếc đồng hồ này chạy chuẩn mà. Máy mới nguyên bản, rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này cá nhân em đánh giá rất là cao. Và mã số 2 ở bên shop em đang bán chiếc Gloen zin 100% như thế này. Giá là 7.800.000 đồng anh em nhé. Giá trị lắm anh em ạ. Và tiếp tục, chiếc đồng hồ thứ ba trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Longines, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ. Anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ, một thiết kế giống chiếc đồng hồ Movado Longines nguyên hộp và cũng zin nguyên bản 100% anh em nhá. Cái đồng hồ này rất là đẹp và tinh tế. Em quay cận cảnh thì tất cả các anh em cùng xem phiên bản đồng hồ Longines. Nó chạy với bộ máy Lên cót và sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép. Đó, em quay một vòng để tất cả các anh em cùng xem. Dây zin, khóa zin, đồng hồ zin. Đây là một phiên bản đồng hồ kỷ niệm anh em ạ. Một phiên bản đồng hồ kỷ niệm cái thời 1960, người ta mua cho biếu tặng. Cũng là một cái phiên bản đồng hồ không kiếm đâu ra được ở thị trường Việt Nam mình, mẫu thứ hai anh em nhé. Nên là anh em có điều kiện thì nên sưu tầm những chiếc đồng hồ này về trong bộ sưu tập cũng như để đeo, bởi vì nó giữ được những cái giá trị thời gian, giữ được những cái nét cổ điển vintage xưa. Đấy, bản đồng hồ Longines này khi anh em lên cót, cót lên rất là êm. Những chiếc đồng hồ Longines thì anh em biết rồi, thương hiệu nó rất là mạnh, lớn. Và chiếc đồng hồ zin nguyên bản 100%, thiết kế rất là đơn giản, tinh tế anh em ạ. Đấy, chiếc đồng hồ này thì có hai nấc chỉnh nhá. Anh em rút nấc thứ nhất, anh em xoay theo chiều kim đồng hồ thì nó đấy, lịch nó nhảy rất là dễ để chỉnh lịch, chỉnh giờ. Rút nấc thứ hai là anh em có thể chỉnh được giờ. Và ở vị trí góc 12 giờ thì có một cọc số có đính một viên kim cương. Đây là nền mặt đen bao công này, cực kỳ là khó để mà giữ gìn được, nó còn đẹp như này anh em nhé. Dây bọc vàng còn rất là mới. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt chuẩn size vintage xưa, size 35 mm, mỏng 10 mm anh em ạ.
em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, anh em thấy không? Anh em nào yêu thích những cái chiếc đồng hồ mà zin nguyên bản với một cái sợi dây như này, lên tay anh em thấy không? Thiết kế cực kỳ đẹp và sang trọng, dáng Movado huyền thoại và hai lệch vị trí góc 3 giờ rất là sáng. Và bản đồng hồ Longines này bên em đang bán là 14 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Zin 100% cả hộp. Và chiếc đồng hồ thứ tư trong video ngày hôm nay là một phiên bản đồng hồ Whitnower. Anh em thấy không? Anh em cùng chiêm ngưỡng cái hộp anh em nhé. Cực kỳ là độc đáo, cái hộp này thì nhìn nó đẹp lắm anh em ạ. Đấy. Thương hiệu Whitnower Longines này, em của Longines cùng nhà máy sản xuất. Anh em cùng nhìn cái hộp nhé. Hộp nó rất là đẹp. Anh em mua về bày tủ hay cho biếu tặng thì cực kỳ là hợp lý. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái nét đẹp mà gần như là những chiếc đồng hồ vintage khác không có. Nó phải có bốn nét đẹp riêng. Anh em thấy không? Anh em cùng nhìn này. Đấy, để em mô tả tổng thể chiếc Whitnower này rất là sang trọng và tinh tế. Bản đồng hồ Whitnower này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây anh em nhá, được sản xuất vào những năm 1960. Em lên cót để tất cả các anh em, tiếng cót cực kỳ êm. Đấy, chạy điểm đẹp thứ nhất đó chính là chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lên dây và thiết kế kim rốn, hai kim rưỡi anh em nhá. Kim rốn đang trôi rất là mượt mà. Và điểm thứ hai đẹp, đây là một chiếc đồng hồ bọc vàng nhưng mà tông đờ mi. Đấy. Khung vỏ bọc vàng này nhưng mà kim cọc là làm từ thép không gỉ, và đây là tông đờ mi huyền thoại sang trọng và tinh tế. Điểm thứ ba đó chính là anh em thấy không, hai cọc số ở vị trí 3 và 9 là các cọc số được đính kim cương anh em nhé, đính hạt xoàn kim cương rất là đẹp. Và điểm thứ đẹp thứ ba đó chính là cái niềng khía bông này, niềng bezel nó làm kiểu nhám cực kỳ sang trọng. Điểm đẹp thứ tư đó chính là một cái kính mica được vát kim cương anh em thấy không, nó làm cực kỳ là tỉ mỉ từ những cái thiết kế nhỏ nhặt nhất để làm nên, hội tụ nên một cái nét đẹp mà không có cái chiếc đồng hồ nào mà có thể làm được. Đấy, bốn nét đẹp rồi anh em nhé. Và nét đẹp thứ năm đó chính là một cái bốn chân càng của nó, bốn chân càng nó làm kiểu càng gãy anh em nhé, nó không làm như những cái chân càng bình thường. Bình thường thì những chiếc đồng hồ này thì nó làm anh em này càng thẳng nhé, chiếc đồng hồ này nó làm càng gãy, giống như những cái phiên bản đồng hồ Omega bát quái càng gãy, kiểu càng gãy anh em ạ. Và khung vỏ bọc vàng nguyên con, zin nguyên bản 100%. Đấy, sợi dây được em kết hợp với sợi dây da đời mới, dây da bò rất là đẹp. Đúng. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 30 30 mm, mỏng độ khoảng 8 mm anh em ạ, rất là sang. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em thấy không? Bản Whitnower thích hợp cho anh em nào có tay bé một tí, xinh xinh một tí, đeo cực kỳ là nhã nhặn và tinh tế. Không có chiếc thứ hai tại trường Việt Nam, em dám khẳng định với tất cả các anh em nhé. Và bản đồng hồ Whitnower này thì bên em đang bán mã số 4 giá 7 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là một phiên bản đồng hồ Rotary. Phiên bản cũng zin nguyên bản 100%. Mỗi một thương hiệu một cái nét đẹp. Và mỗi một thương hiệu có một cái thiết kế cái hộp. Cá nhân em thì sưu tầm đồng hồ cổ, em rất là thích những cái chiếc đồng hồ mà còn full box như thế này, bởi vì khi anh em mà sưu tầm ấy thì chắc chắn là các anh em đều có một cái tủ đồng hồ riêng. Và anh em mua những chiếc đồng hồ mà còn complete, đầu tiên nó phải complete, nó phải zin ra thì có những được những chiếc hộp này rất là quý giá và đời mới rồi, không khó anh em nha. Anh em mua về và anh em cho vào bộ sưu tầm cũng như để tủ thì cực kỳ là đẹp. Anh em chỉ cần mở hộp ra và nhìn thấy cái sự sang trọng của mỗi một cái phiên bản đồng hồ cổ anh em nhé. Mỗi một cái thương hiệu có một cái logo cũng như là một cái thiết kế khác. Đấy, mã số 5. Bản đồng hồ Rotary zin 100%. Bọc vàng, đáy được làm từ thép. Rất là đẹp. Zin nguyên bản 100% anh em nhé. Sợi dây đi liền đồng hồ. Thương hiệu Rotary này là một cái thương hiệu nổi tiếng và có cái logo, em rất là thích cái logo của chiếc đồng hồ Rotary này. Có một cái logo bánh xe và đôi cánh, và khi anh em mở cái bộ máy ra ấy, thì nó thường ở những cái bánh xe ấy, nó có hai cái logo Rotary này rất là đẹp, cũng là điểm nhấn của cái thương hiệu Rotary này. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây, con lên rất là êm. Và anh em cùng xem này, chỉ cần
lên cót và anh em chỉnh giờ là đeo thôi anh em ạ. Và các cọc số nổi, nó là nổi gồ trên nền mặt với một cái thiết kế mặt vàng mỡ gà nguyên zin sang trọng. Đấy, được làm từ thép, anh em cùng xem cái nước thép nó bóng không? Và bình thường ấy, những chiếc đồng hồ nó chuyện chuyện thông số vàng ấy ở phía bên dưới của cái bên trên cái nắp dây ấy, thì chiếc đồng hồ này nó lại chuyện ở cái thân thân bên trái của cái chiếc đồng hồ này. Anh em cùng xem này, nó có thông số vàng đấy anh em ạ, rất là đẹp. Và bản đồng hồ này thì có một cái size mặt chuẩn size vintage xưa anh em nhé, size 31.5 mm. Chiếc đồng hồ này thì anh em nào cổ tay bé một tí hoặc là mua cho phụ nữ, nhất là cái người bạn đời cũng như là người yêu của mình muốn sưu tập những cái chiếc đồng hồ vintage xưa thì hãy mua chiếc đồng hồ này anh em nhé, rất là đẹp. Và bản đồng hồ này thì em lấy tay để tất cả các anh em cùng xem. Và chiếc đồng hồ này thì bên em đang giao lưu là 6 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé, nguyên zin full box, rất là đẹp và sang. Anh em nào cổ tay bé thì hãy lưu ý sản phẩm này. Và vừa rồi thì em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 5 chiếc, và 5 chiếc này là 5 chiếc đồng hồ rất là sang trọng, còn đập hộp nguyên zin nguyên bản. Và anh em nào yêu thích thì hãy nhanh tay gọi điện số điện thoại em để ở phía bên phải màn hình video thì nhanh nhất chốt được chiếc đồng hồ này. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh.